Hỏa hoạn quy mô lớn ở thành phố Novosibirsk của Nga. Ngày 26 tháng 12, một đám cháy lớn đã bùng phát ở thành phố Novosibirsk của Nga. Hiện chưa có báo cáo thương vong. Truyền thông Nga cho biết hỏa hoạn bùng phát tại một nhà kho 2 tầng trên thành phố Stensianaya. Nhà kho hoàn toàn chìm trong biển lửa. Công trình bị sập và đe dọa các tòa nhà lân cận. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hơn 70 người và 20 phương tiện đã được huy động để dập tắt đám cháy. Cộng đồng mạng Nga đã đăng nhiều hình ảnh và video về vụ hỏa hoạn, ghi nhận có mùi nhựa kinh khủng bốc lên từ hiện trường. Đây là vụ cháy mới nhất trong số các vụ hỏa hoạn bùng phát liên tục gần đây ở Nga. Không rõ nó có liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine hay không. Chỉ trong 2 tuần qua đã có khoảng chục vụ cháy ở Nga, bao gồm vụ cháy tại các nhà máy lọc dầu ở Serbia, kho chứa dầu ở Bryansk, các trung tâm mua sắm lớn ở Moscow, nhà máy nhiệt điện ở Bern, kho chứa dầu tại sân bay Kursk, nhà máy Slava ở Bryansk.